Vâng xin chào tất cả anh chị các bạn kênh YouTube Tê. và hôm nay thì Duy sẽ chia sẻ với anh chị các bạn những cái cập nhật mới của thời điểm hiện tại khi chúng ta thực hiện chúng ta xây dựng và làm kênh YouTube năm 2021. Và hôm nay thì Duy muốn chia sẻ một cái video giúp cho anh chị các bạn có thể thấy một cái điều rằng là về cái việc khi chúng ta làm nội dung YouTube 2021 dễ dàng khi các bạn thực hiện update liên tục và làm đúng luật và chắc chắn rồi, bạn đã sẵn sàng và chúng ta sẽ trao dồi những cái kiến thức đó hay chúng ta sẽ update những cái nội dung đó để giúp cho kênh youtube của bạn có thể vươn xa hơn Và nếu như anh chị các bạn là cái người mới, mới biết tới kênh youtube ZimGT thì đừng quên nhấn đăng ký, rung chuông để nhận lại nhiều cái video mới nhất, hữu ích nhất trong cái nền tảng kiếm tiền youtube nói riêng và cái nền tảng kiếm tiền online hay xây dựng hệ thống nói chung Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái nội dung của video cái việc đầu tiên mà Duy muốn chia sẻ cái update giúp cho các bạn có thể cập nhật rõ ràng nhất đó là thời điểm hiện tại thì những cái công cụ liên quan về cái việc rằng là quét những cái nội dung khi chúng ta bắt đầu đăng lên trên YouTube thì thực hiện rất là tốt, rất là hiệu quả. Và đây là trong cái vấn đề chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đó là khi chúng ta đăng tải cái nội dung video lên trên YouTube thì họ sẽ quét ngay những nội dung liên quan về bản quyền và duyệt những cái tính năng quảng cáo cho tất cả anh chị các bạn. Đây là một trong những cái bước tiến mà hoàn thiện hơn trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng những nội dung Content hay một số những cái bạn nào Mà nách nuột thì về sau này Sẽ có rất là nhiều cái điều khó khăn Và cái nội dung kiến thức đó ở đâu Và nó là gì thì anh chị các bạn đang nhìn trên màn hình đây Khi chúng ta thấy rằng là một cái nội dung Rất là mới mà cách đây uh, Mười mấy giờ thì chúng ta thấy một cái thứ Rằng là Youtube ở uh, trên cái trang Mà chia sẻ cho người sáng tạo Youtube đã chia sẻ một cái video liên quan Về cái việc mà khi chúng ta đăng tải Nội dung video lên trên kênh Youtube Của anh chị các bạn thì chúng ta sẽ phải qua một cái bước đó chính là chúng ta check những cái nội dung liên quan về vấn đề bản quyền và chúng ta cũng check xem rằng video đó có thân thiện với nhà quảng cáo hay không để dù chúng ta có thể xử lý cái video đó trong cái quá trình đăng tải ra ngoài kênh và trong cái quá trình mà chúng ta triển khai chúng ta đăng tải những cái nội dung đó ra bên ngoài kênh nếu như mà trong cái quá trình tranh chấp mà nó có xảy ra trên video khi anh chị các bạn chúng ta đang kiếm tiền thì trong cái quá trình mà kiện tụng đó bên nào thắng thì YouTube sẽ à, nhường tiền về cho bên đó và để có thể theo dõi chi tiết cái nội dung video đó thì anh chị các bạn có thể vào trong kênh YouTube đó là Creator để chúng ta có thể theo dõi những cái nội dung mà cái video mới cập nhật Vâng thì tiếp theo đó chính là cái vấn đề số 2 mà Duy muốn chia sẻ đó là vì sao chúng ta làm trên YouTube hành trong 21 nó dễ dàng khi các bạn có thể thấy rằng là các bạn luôn update các bạn có thể theo dõi rất là nhiều kênh YouTube họ update cho các bạn những cái nội dung tin tức những kiến thức liên quan về cập nhật về vấn đề về YouTube liên quan về vấn đề thuật toán ở YouTube và những cái mẹo uh, làm trên YouTube rất là nhiều vấn đề như vậy và bạn có thể thấy rằng là càng nhiều kênh như thế để các bạn có thể có sự lựa chọn xem những cái nội dung kênh nào Nó phù hợp với các nội dung của bạn để các bạn thể update và thực hiện uh, xây dựng ra cái kênh nó phát triển nó vươn xa một cách nó hiệu quả nhất và đấy là một cái trong những điều tuyệt vời của năm 2021 mà chính bản thân duy thấy rằng trên uh, online có khá là nhiều kênh như vậy tiếp theo nữa À, về cái vấn đề số 3 các bạn có thể thấy rằng là thời điểm hiện tại YouTube đang rất là đặc biệt quan tâm liên quan về cái việc đó là điều hướng những nội dung phù hợp cho người dùng cũng giống như là mang lại cái giá trị cho những người chạy quảng cáo đặt quảng cáo trên cái nội dung đó thì bạn thấy một cái thứ rằng là trong cái nội dung đó thì đặc biệt họ cũng quan tâm đó là nội dung liên quan về trẻ em đây là một trong những cái điểm sáng mà chúng ta thấy rằng là những cái nội dung chúng ta chia sẻ những cái giá trị cho đi thì cái giá trị chúng ta nhận lại là cái điều rất tuyệt vời để ở đó nó sẽ là gì mọi người có thể cụ thể nhìn ngay trên màn hình đó là một cái nội dung mà gần đây nhất youtube cũng sẽ cập nhật cho mọi người về cái nội dung thông tin mà liên quan về cái vấn đề đó là uh, giám sát những cái nội dung dành cho trẻ em đây là một trong cái thứ mà chắc chắn là rất là nhiều bậc phụ huynh quan tâm và đây cũng là một trong cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là khi có các cái nội dung như thế này thì những anh chị các bạn nào chúng ta làm những cái nội dung liên quan về chủ đề trẻ em hay chúng ta chia sẻ những cái giá trị À, với những cái nứa tuổi là những cái em nhỏ thì cái hiệu quả kiếm tiền cũng chúng ta vẫn tốt vẫn hiệu quả khi chúng ta sử dụng đúng luật và chúng ta luôn luôn update những cái mới của YouTube thì sẵn sàng chúng ta vẫn kiếm tiền một cách ngon ngành cành đà và tiếp theo nữa đó là cái vấn đề số 4 mà Duy muốn chia sẻ thì thời điểm hiện tại Duy Mạc Tê đã tham gia vào cái chương trình đó là cộng tác viên video YouTube Này một trong những cái nơi mà chia sẻ anh chị các bạn những cái chính sách những cái cách để chúng ta có thể xây dựng các nội dung cách làm video hiểu được những cái thuật toán hay hiểu được những kiến thức khi chúng ta phát triển kênh youtube và đây là một trong những cái nội dung rất hữu ích để cho anh chị các bạn để thấy rằng là kênh youtube gmt sẽ là cái kênh update cập nhật những cái thuật toán những chính sách hay một số những nội dung hữu ích dành cho những người xây dựng sáng tạo video làm như trên youtube và đó là cái điều mà làm sao anh chị các bạn đang trên màn hình đây là một trong những cái trang trợ giúp của youtube thì có rất là nhiều các uh, quốc gia khác nhau cũng có rất là nhiều các cái team youtube khác nhau chia sẻ những vấn đề kiến thức ở trên đây thì duy cũng là một trong những người cộng tác viên ở trong đó để có thể chia sẻ anh chị các bạn những cái cập nhật cũng như rất là nhiều những cái thông tin mà duy thường hay chia sẻ những cái thông tin cập nhật dành cho người sáng tạo thì về uh, sau sẽ có rất là nhiều các cái thông tin hữu ích hơn nữa để cho anh chị các bạn có thể cập nhật một cách nó nhanh chóng một cách nó chính xác một cách nó chính thống và nó hiệu quả để cho mọi người có thể update và thực hiện các nội dung kênh youtube của mình một cách nó bền vững và phương xa hơn và điều cuối cùng mà duy muốn chia sẻ ở tại cái video update này đó chính là tất cả những nội dung update trên kênh youtube gpt liên quan đến cái nền tảng kiến thức uh, youtube thì đây là một trong cái nội dung mà dành cho tất cả mọi người dành cho tất cả các bạn đang theo dõi video cho nên những cái nội dung này thì duy cũng mong muốn rằng là mọi người hãy chia sẻ và giúp nhiều người hơn nữa để có thể phát triển những cái cộng đồng uh, YouTube Việt Nam một cách nó hiệu quả càng ngày nó càng lớn mạnh và bên cạnh đó những cái nội dung kiến thức mà update trên kênh YouTube duy Tê sẽ thường xuyên cập nhật cho tất cả anh chị bạn những cái hiệu quả mà uh, trong cái quá trình làm cộng tác viên uh, video của YouTube duy sẽ chia sẻ cho mọi người để cho mọi người có thể thấy rằng là tất cả những thông tin ở trên đó đó là những thông tin hữu ích chính thống và chính xác nhất hiệu quả nhất và trên đây đó là những cái nội dung mà duy muốn chia sẻ tất cả anh chị các bạn đang theo dõi video này và mong rằng uh, mọi người đã thấy những cái nội dung này hữu ích và giúp cho mọi người có những nơi cập nhật một cách nó hiệu quả và đừng quên đó là nhấn xe chia sẻ video cho nhiều người cùng biết và chắc chắn rồi hãy đăng ký rung chuông để nhận lại nhiều video mới nhất trên youtube T và khen lại tất cả anh chị và các bạn ở các video tiếp theo